Xin chào bác, quay trở lại với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay có mẫu xe đạp đua Sava Highspeed Express, một là mẫu xe full carbon, một cặp vành cao bản carbon đến bộ khung đều là carbon. Như các bác xem kênh em lâu thì cũng đã rất quen thuộc với mẫu xe Sava này, em về rất là nhiều và được các bác cực kỳ là ưa chuộng với những cái tông màu rất là thể thao và cách thiết kế cũng cực kỳ là đẹp. Được chạy full bộ chuyển động Shimano 105 giờ 7000, chạy full group Shimano 105 giờ 7000. Toàn bộ phần khung như các bác thấy trên hình là full carbon, toàn bộ là carbon từ cặp vành các bạn, đến bộ khung là carbon. Sava thương hiệu Đức rất là quen thuộc với các bác chơi xe, luôn cho ra đời những chiếc xe carbon chắc chắn bậc nhất thế giới. Thể chiếc xe thì như các bác thấy trên hình là còn cực kỳ là mới. Em đánh giá cái độ mới chiếc xe thì phải được hơn 95% cái độ mới. Chiếc sơn đỏ xanh đỏ trắng đen rất là thể thao. Không là, hầu như là không có vết xước nhỏ lắm kể. Phần xích clip thì cũng còn rất là mới. Chạy full bộ chuyển động Shimano rồi này, 105 giờ 7000, phần rất là cao cấp. Phần vi đông của chiếc xe được trang bị bộ tay lắc của 105, thanh 3 mảnh 105. Sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để cho các bác xem. Một số bác hay hỏi về giá của các những cái chiếc xe em đưa lên, thì thứ nhất là các bác ấn mũi tên trỏ xuống thì ở phần tiêu đề em có công khai giá, hoặc là ở phần cuối video em sẽ nói giá và size của chiếc xe. Ngoài ra các bác ấn đăng ký cộng ấn chuông, chọn tất cả để theo dõi các cái xe em sẽ đăng lên trên kênh trong thời gian tới. Xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cổng yên là 50 cm, từ khóa yên đến tâm cổ phốt là 50 cm. Giờ xe sẽ phù hợp cho bác đi từ khoảng 1m64-65 đến 74-75 khi là phù hợp. 14 lít, 11 tầng và 2 tầng đĩa cho xe có 22 tốc độ khác nhau. Xe đang nói bên em mức giá chỉ có là 25.800.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975109943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả là nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.